trăm. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Mấy lạng con? Ba lạng dừa này. Ba lạng dừa. Cái thang này cũng mắc hơn cái thang thường nữa. Rẻ hả cô? Mắc hơn á. Thang thường là rẻ, cái thang này mắc hơn. Yeah. Thang này nó không có mùi đúng không cô? Không, không có mùi. Chứ nó cũng ít khói hơn. Dạ, yeah, ít khói hơn rồi. Em nhớ rồi. Cái loại em tính bản thịt đó. Rất là giòn. 3 lạng không? 100 nghìn. 350 nghìn một ký, ba rọi nướng nha cô chú. 2 lạng, ba rọi nướng. 2 lạng, ba rọi nướng. Chờ em tí nha. Rồi. Đợi tí nha. Để chú cỡ rồi. Xong rồi nè. Xong rồi chú nữa. Nãy chú dặn lấy giống giống nãy không? Ừ. 100 nghìn. Chị này là không biết nói với lại 2 miếng, 2 lạng ba rọi nha. Rồi. Coi cái rồi nè, ta gói rồi. Nóng quá. Nóng quá. Nóng chứ. Nóng vừa ở trên lò xách xuống mà. Sao mình lấy giấy hết vậy? Ngon. Ủa xuống ngoài á. Là tới tới đâu rồi? Tới đây đây. Đến cái này hả? Quanh này nè. Rồi rồi. Đi rồi, chứ đợi em tí nha. Đi đợi em tí nha. Ui. Nè 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 nè. Bỏ vô luôn. Lịch rầu. Bao nhiêu tiền anh? Bao nhiêu con? Hả? Bao nhiêu? 200, 200. 200, 200, 200. Ủa, chút nào? 200 ngàn. Cái chấm cho đi em, anh cho đi em. Làm cho đi em bình đó đi. Quên 70 hả? Ok. Đủ ha. Ê, bữa nào mày chế cái món này chấm nấm tôm mày? Dạ. Nấm tôm thui lắm. Nhiều người ăn được, nhiều người không ăn được á. Dạ. Nấu ở nhà chắc chạy luôn á. Dạ. Tại vì nước mắm dễ ăn hơn, vừa không ăn được. Dạ. Cái này mấy lạng con? Cái này 70 nè. Mấy chục hả? Cái này lấy nhiêu? 200. Miếng đó chị lấy rồi đó. À, miếng đó chị lấy rồi. Được rồi. Ê, bỏ ra 200 gram này nữa. Giờ 70 nè. Mà cái dao này bạn cái dao kia mới được mà làm luôn vậy. 200 luôn. 140. Chị lấy miếng này. Thứ hai lạng. Chị gái lấy miếng đó thôi. 2 lạng vô nữa. Có vô em. Rồi 140 lạng qua đây. Chở nãy giờ nó chở. Vừa là 250 hả anh? Dạ. Còn ba rọi là 300 hả? Dạ. Tụi chị 166 hả? À?
làm cái nó đủ. Anh Phong, trước khi mà mình bán món này á, mình có làm gì về ẩm thực không? Không anh. Là lần đầu tiên ra bán cái này luôn. Dạ đúng rồi. Cái này của kia là 166.000 tính 165 đi. Đây rồi 50.000 này nữa. 165 215 215 với lại 50 115. Cho mà cho cái này 215 á. 215 à. Cái này dùng ăn lại đây. Chú là 318 á. Hai dòng 3 tầm 18. Gần 1 kg á. 900 mấy gram. Rồi cho cái lặn da. Đó. Để cho nó nóng á. Anh cái lu này mình quấn dây thép là mình sợ nó bị bơm không anh? Rồi chứ này lấy trăm trăm lẻ một trăm lẻ một ngàn trăm một lấy trăm thân lùn á cái này còn mà hơn trăm lẻ chưa chín chưa dạ chín rồi đó, đã luộc rồi. Này ngon mà. Cái này mua hai cục. Như cái này là mình có xả nữa không em trai? Rồi. Cái lép không được cái này.
này cũng được, tại nó mua chung cái lá này cũng được. Rồi, liếc rồi, liếc Mỹ rồi. Liếc Mỹ rồi. Rồi, 100 đô một cái đó, mua đi. Liếc coi rẻ không? Cả tôi cho bánh thịt là tôi không ăn cái đồ ma này. Cắt cho bằng giò được. Nước cây đốt nó có đồ bảo hộ luôn. Có, Mỹ là bảo hộ hết á, Việt Nam là dỏm là phải rồi. 1 triệu tiền đâu mua 1 triệu. 100 đô chứ 1 triệu gì. 100 đô 2 triệu mấy á. Trời ơi, mua cái đi. Bán tháng nghe mua cái đó hết tiền. Chú này nhiều quá quên. 2 cục. Nửa lạng dòi với lại 200 gram thịt. Nửa lạng dòi với lại 200 gram thịt. Chắc mỏng đó. Nửa lạng dòi hả? Dạ. Cắt lại cho tao chứ đi, cắt cho tao chứ đi. Cắt lại chứ. Nó không nóng bị. Nó không nóng. Nó không nóng. 500 gram. Nhầm. Phải, nó nói nửa lạng, nửa lạng xong. Cắt lỗ. Nửa lạng là mới chỉ được thường quá. 500 gram. Nửa gram. Nóng quá trời. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Rồi chín. Rồi lại ông mới đi bán trời, cái hồi con mới bán mấy tháng đó. 3 tháng đúng không ạ? Con ăn ở trên đường đường Dương á. Lâm Đồng á, uống rồi không làm con bán. Dạ. Hay là nhiều khán giả lại đây là đúng đó là con số của anh nó mới lại đây là cô đợi một tí con cầm tờ đưa xíu không đấy. Mỗi thứ một làng, mỗi thứ một làng, nhiều lúc khách mua làm bá tòa đó đông quá trời. Để mở lại nhà đông không nhé. Còn khách tàn đấy nghe mọi chỗ. Càng về chiều khách càng đông. Để cho nóng mà con. Để cho nóng mà. Nóng quá. Cái này quay, cái này quay 200 cơ bố đó bao. Con thì hãy cái đó là hãy. Cô đứng dò tay quá trời. Quá trời khách tụi. 1682 cái kia là 318 là 100 nữa là 480 cái nào hai lạng đấy nó qua đây đấy. À dạ rồi để đi rồi. Là món 2 lạng thôi. Mấy cái 2 lạng mà. Giờ là 2 lạng 3 chỉ, 1 lạng dầu chia 2 phần thì cái dầu chia 2 phần. Rồi là 2 lạng ở cái này rồi. Gì? Nói lại ha. 1 lạng 3 chỉ, 2 lạng 3 chỉ chia làm 2 phần, 2 phần mỗi lạng, mỗi phần 1 lạng đúng không? Rồi lấy thêm 1 lạng dầu chia làm 2 phần. Rồi xong là 3 lạng. Ok, cái này 7 lạng rồi. Ok, 318. Người đang đứng rất là đông luôn, cô chú anh chị. Em coi cái rồi nè, ở dưới còn á. Rồi đó. Đó. Mình biết nói gì? À. Nước thì cậu bên nào luôn á. Nó đâu không chọn này, nó chọn lấy quần nào ra. Nước là cho ta chín đi. Anh trai là người qua nha cô chú. Thấy cô nói tiếng qua. Gói này lại thì gói hai gói thôi chứ. À, cũng phải gói gói không có đủ đâu. Cái giò kia lấy lên luôn làm luôn. Còn cái bọn nó quéo không? Ở trong đây không sao, ở trong đó mới quéo, ở đây sao trong đó. Ba trăm mười tám luôn đi, đúng là
Dạ, Cuộc Sống Sài Gòn TV với Vina TV. Dạ dạ. Dạ dạ. Huế. 318 lại này nè. 162 á nãy. 318 162 là nhiêu? 318 đến 320 đi. 320 308. À 408. 408 đúng rồi, nãy em tính rồi. 408 rồi. Quà tặng được các mọi người đến. Mọi người đến rất là đông luôn, đứng chờ xếp hàng dài luôn. Nhớ nha, nhớ trước nha. Rồi nha. Dạ. Lấy này lên không? Lấy lên bỏ ngoài đi cho nó gì, tự nhiên người này còn bỏ. Cầm hết luôn ra ngoài cái bệt. Ở ngoài con cầm nó lọt xuống dưới kìa. Bỏ ra ngoài hết luôn đi. Con chứ mà có phải ôm nó lại sợ nó rớt ra ngoài anh. Rồi. Rồi. Rồi tới ai nè? Tới ai? Chú này hả? Cái giò này hai gì? Nửa cái giò 250 nè. Cái giò là chưa có rồi. Đây. Em lấy 2 lạng được không? Nói chung là rất là đông. 2 lạng 3 chỉ 1 lần giò. Là sao? Lấy này hả? Để em tí nha, để nướng giò. À, đủ nửa ký rồi. Đủ nửa ký. 130 đi. Cái này 130 chú. Rồi 130. Cảm ơn chú. Chú kêu vui không là hết á. Chú mua xong rồi chú về đó, chú kêu chú vô đứng liền chứ không lẽ. Dạ. Thôi lại ngay ngút luôn cô chú, thấy không? Chú đặt thôi. Thôi quá, khói ngay ngút. Ngay cái dao này. Cái dao này bán một xíu là ngon á hàng. Bạn sách nhiều nó có cái dừa nó chín luôn ở chỗ đó đó. Rồi. Chú lấy thêm gì nữa không? 200 gram. Dạ, 200 gram. Đó đây gói chiên. Này chắc mỏng cho chú nha. Dạ. Ta rồi chỉ có nhiều rồi đó. Cái lu này nướng hết ga rồi. Dạ. Lần nướng là một lu à. Nó còn kể chả lắm, kể chả lắm. Rồi bao nhiêu tiền? Rồi nãy 130 rồi. 130 hả? 130 lấy mấy? 3 là 70 nữa, 200. 200 chặn. Rồi. 200. 200. Rồi. 25. Ba chị 35. Có coi rồi á, nó trưng rồi nó khác. Một chút xíu nó miếng nhỏ nó ngon. Rồi 200 đúng không? Có em chưa? Không tới là hết cả nhà. Có hả? Cái chị ba là mà chưa có rồi, đợi tí. 200 của anh nè, giờ anh ơi. Nó chấm đầy đủ rồi. Thêm tí chị chim con rồi. Thanh niên rất là đẹp trai nha cô chú. Nhìn là chắc biết là chưa cưới vợ rồi. Chưa có vợ phải không cô? Ăn chơi nhiều quá chưa có vợ. Thanh niên rất là đẹp trai. Lo làm hả cô? Không phải, bây giờ bắt đầu từ đầu. Bây giờ từ đầu à? Vô giờ có em. Dạ.
đang nướng anh. Đang nướng. Năm giờ mấy? Bán 4 giờ, 5 giờ mấy hết. Đó, như là giờ này là gần hết rồi. Giờ này còn có nhiêu đó thôi hả cô? Rồi, nhiêu đó là hết rồi đó. Dạ. Nói chung là bán trong vòng tiếng đồng hồ hết. Trời ơi, khối ngày ngút ngút ngày luôn. Còn ba rọi thôi, khách nào ăn ba rọi thì có ba rọi. Ồ, khói quá. Khói ngút ngày, ngày ngút. Ẩm thực đường phố. Street Food Sài Gòn cũng như là sống Sài Gòn TV nha. Chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn. Địa điểm về dồi cũng như là ba rọi nướng lu đang hút trên cộng đồng YouTube tại quận 10 trên đường Vĩnh Viễn. Cái lù rất là bự luôn. Dạ. Cái lù dễ nứt lắm chứ, lù này mà không nhưng mà cô không máy là nó dễ nứt lắm á. À, theo cái kiểu của nó. Dạ. Tới chị thì xong rồi tới chị. Dạ. Dạ. Tên nào cô? Tên nào cô? À. Dạ. Buông ra. Cái này của chị 157. Bà con với lại ca sĩ Châu Dương Kiệt. Nhìn từ từ giống anh em. Lấy thêm một cái bao mà cầm nữa. Ủa, mỗi thứ một lạng mà chị lấy hai phần vậy nha. Coi con đủ nha. Cái này nhiều. Này này 150, này 155 đi. Lấy cái dồi này nữa. Nóng này chưa. Không xem này thôi. Có đúng không? 155. Dạ. Lấy vô đi. Dạ tới chị này trước đi. Hai lạng lâu lắm rồi. Lạng vậy hả? Rồi. Chị này lấy hết này đi. Để mấy này chín đi. Rồi thì đang chờ cho chín, ba rọi thì còn. Rồi, nó giòn luôn. Nhiều. 148. Ăn rưỡi đi. Không. 155 là 300 mấy rồi. Có tiền đi. Tiền đâu? Lấy đi. Lấy giỏi vô chín. Cái đúng rồi, cái thịt cái dồi á. Lấy 155 không? Ừ. Là 300 không? 300 thôi. Lấy 300 thôi. Không. Cái này ngoài.
các bạn đứng chờ rất là đông, đứng chờ rất là đông. Dồi thì mấy năm trước cũng rất là nhiều nha cô chú, nhưng mà nướng theo kiểu nướng lu á, thì bữa nay mới có loại nướng theo kiểu này thôi. Còn mấy ký nữa là hết rồi. Không đủ quá, khách tối quá trời, đừng đứng chờ. Hết rồi, hết hàng rồi hả? Dạ. Hết rồi, hết hàng rồi. Nghe, nghe ngoài đó. Để cho cô chú. Hết rồi, hết rồi. Như đây hết rồi. Hai xuống còn có không? Rồi tới ai ta? Tới chị này phải không? Dạ, tới chị này. Lấy hai lạng này chỉ là hai phần. Dạ, hai lạng này. Thịt viên, dồi viên phải không? Thế là sao? Thịt một lạng thịt, một lạng dồi, một lạng thịt lạng dồi phải không? Ừ. Rồi chúng này lấy gì? Hai lạng dồi. Hai lạng dồi hả? Dạ, để chút nha. Xong cái này cắt chút. Chỉ lấy lặn thịt tay, một lặn dồi. Rồi. Mà chưa dồi mà chị, để em tí đi. Lặn mấy rồi? Đây ra. Rồi lặn dồi. Dồi chưa được, đợi tí. Đây cái kia có nè, cái vàng vàng á. Chưa được, không? Cắt tàn đi. Để không được không? Vậy mày cắt thêm một lặn đi, bỏ viên đây, lặn xong rồi bỏ vô. Ừ, nước chanh thôi. Giờ lấy tiền luôn cho anh Thanh luôn, gửi nhiêu luôn? 102. Tiền là nhanh thôi. Thì dạ. Phải rồi, nhanh. Trên đời vậy đó con. Không cảm. Chị đứng từ nãy nửa tiếng bây giờ mới có. Nãy nó chưa có gì hết. Trời. Trời ơi. Thơm bức luôn. Ai đi ngang qua cũng nhìn hết. Đó là xong, đất nó dồi xong là xong cái gì đang lo. Để dồi đó. Ai đi ngang cũng nhìn cô hả? Thơm quá, khói lên ngay ngút. Dạ. Chắc hết đã chú. Này chú, thấy là mai ghé. Một ngày dạ. Là bán nhiêu vậy anh? Bán 17 kg thôi. À, 30 kg. Mấy giờ bắt đầu mở? 4 giờ. Dạ. 4 giờ nó bắt đầu ra. Ở nhà nó làm trước đó cũng nướng. Bây giờ là chờ cho nó chín rồi cho khách nha cô chú anh chị. Cho nó rồi nó chín trước rồi nhưng mà nướng cho nó thơm. Dạ, cho nó thơm. Cái này mình luộc rồi cô hả? Luộc chứ, không luộc. Dạ, không, mình luộc chín rồi. Đâu. À. Dạ. Chín rồi, nướng vô vàng thôi. Ừ, nướng vô vàng. Tức là 16 giờ nha cô chú, bạn bán là 16 giờ. Thì cô chú nào mà có dịp đi ngang qua đây thì ghé thưởng thức hoặc là đặt bạn cái nào đâu, chút xíu đi. Điện. Rồi bỏ đó lên. Để giải quyết em này trước nè. Rồi. Nó đợi lâu lắm rồi. Không biết nó đợi tầm 3-4 lạng anh Thanh. Không bự thì khác. Có bị cách nước ngoài đi ngang qua thấy nhìn hấp dẫn quá, không có nhìn đó chua mà chút xíu đi. Ủa sao dưới nó tối mà tới tối dòi nó qua liền, nó đang lấy tiền đây này không? Dạ, lấy tiền. Đợi xíu nha. Mày nói cái đó nhanh nhá. Trời, gấp gấp mày. Đợi xíu đi nha. Ở dưới đang bán heo quay cho nó nè. Dạ. Dạ, bà ba đi ăn sinh nhật đi ăn sinh nhật thật gì mà thấy nó bán này vui quá không muốn đi. Dạ. Dạ.
chia làm hai túi luôn cô. Nè nè cô làm hai túi, cô biết mà. Dạ dạ ok. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Hiện tại là khách rất là đông luôn. Bạn cầu khoảng hơn, mình nghĩ được cầu khoảng hơn 1 kg nữa, hơn 1 kg, 2 kg nữa là cái khúc rồi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Nếu có dịp đi ngang qua đây, nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye.